À, xin chào À, vâng ạ, cô chủ nhỏ tên thật là Lê Hải ạ. À, cô chủ nhỏ tên là Hải, sinh năm 1989, quê ở Yên Bái. Yên Bái. Gái Yên Bái xin rồi. Sao anh? Sao lại hôm nay là các anh lên đây nhìn thấy em ngại quá hay sao ấy? Cười ngại đâu mà. Và nhiều lúc Run buồn lại. với con tim anh lạc luôn. Đó. Anh em lạc đi đâu Nhiều thì lúc lạc nhá, đừng lạc sang em nhá. Em giữ không nổi đâu. quay được việc có ai giữ mà biết. Vâng ạ. Thực ra là hôm nay cô chủ nhỏ lần đầu tiên lên live nên là em ngủ hơi muộn một chút. Em muốn được nói chuyện với mọi người. Vì anh thương em, Chị xinh chị thương quá. tôi. Yêu chị mất rồi. Bóng đêm ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Là đá quý. Vâng ạ, trái hoàng tử. Lúc phải thi công đâu mà các em cũng gọi chị. Vâng ạ, à, các bạn gái ở hội mình có ai bạn gái không, vào đây gặp anh đẹp trai trên nóc đây. Thảo Ui, ơi, lạc lối chưa em? Anh kìa, Thu Thảo đang hỏi anh kìa. Làm Thu Thảo lạc lối rồi, em Thu Thảo ở Hải Dương á.